sao không? Em có, em đang đau đó. Anh bảo rồi mà em không nghe. Lần sau ấy, đi cẩn thận vào, chẳng là đâm cho khổ ra. Vâng ạ, à, em biết rồi. Được rồi, em nghỉ nhá. Toát hết mồ hôi rồi này. Tại đi chừng. Nào, tôi đang anh bảo, em có ăn gì không để em mua cho. Thôi anh ạ. Là bị xe máy đâm, đang nằm trên tầng nơi gà. Ui, ghê thế anh Phượng. Lúc mà anh Phượng Tuấn có bị sao không anh Phượng? Tuấn bị gãy chân cơ em ạ. Cái gì? Gãy chân anh? Em ạ. Mà anh bảo hai đứa lên tầng chờ với Tuấn đi, cho nó đỡ cô đơn. Anh nhờ đằng kia làm một tí, không có tối mất nhá. Vâng ạ. Lên đi. Cậu đi trung thu năm nay thì cậu đau chân thì thôi để bọn cớ đi nhá. Ừ, thôi cậu đi nhá. Ờ, cậu nằm đây nhá. Cậu nằm nghỉ khỏe nhá. Đáng lên thằng ảnh tự nhiên bị xe đâm mất cả trung thu này. Tuấn ơi, thế này em nó còn một chút vui vẻ thôi nhá.